cái hai bên mắt này thì cái tổng lượng đơn vị mình chích thì tầm từ 20 đến 30 đơn vị. Chích ở cái vùng vết chân tim này thì thường nói chung là không đau, khá là thoải mái. Và ngoài vấn đề là có thể có bị vết bầm, nhưng mà nếu chúng ta lưu, chúng ta chịu khó, chúng ta giữ để cho máu nó không có chảy thì nó cũng sẽ không có bị bầm. Đó, thì nói chung Botox nó là một cái phương pháp điều trị nếp nhăn động rất là hiệu quả, rất là tốt và nó rất là an toàn, với điều kiện chích Botox nó là cái phương pháp điều trị mà chỉ những bác sĩ da liễu hay thẩm mỹ được đào tạo và có chứng chỉ tiêm Botox và filler mới có thể được sử dụng. Nếu chúng ta mà để cho những người không có bằng cấp mà chích cho mình thì nó có thể nó gây ra những cái tai biến. Cái hàng này thì chúng ta sẽ điều trị bằng cái cau mày với cả cái nhăn trán. Đó, thấy chưa? Yeah. Lúc nãy cái nếp nhăn trán hẳn rất là sâu ha. Nay giờ gần như không thấy, là giờ trán đã thẳng băng rồi. Dạ. Và thấy cũng rất là nhanh ha, nhanh cũng rất là nhẹ nhàng, trông đấy đẹp hẳn ra. Đấy mà đẹp hẳn luôn. Sâu ở hai bên này ha. Thì bây giờ chị sẽ chích cho em mà cái filler để nó làm đầy hai cái rãnh của mình lên. Cái filler này em thấy em chích xong cái là mình thấy ngay sẽ đầy lên ngay lập tức. Đó, và nó sẽ còn hút nước. Đó, thành ra trong vòng 2 tuần tới em sẽ thấy nó còn cải thiện nhiều hơn. Và cái kết quả này sẽ kéo dài cho em là 10 đến 12 tháng. Thật sự rất là bất ngờ luôn, với một cái thời gian làm ngắn như vậy mà ra một cái kết quả rất là mỹ mãn. Và mình khuyên chị em là nên đến Thẩm mỹ viện Ngọc Diệp để được trực tiếp Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Lê Ngọc Diệp thăm khám và điều trị cho mình. Và mình có thể yên tâm và an toàn tuyệt đối.